Vào thời điểm cuối năm như thế này thì nhiều doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa vì nỗi lo tỷ giá biến động. Việc đồng đô la Mỹ mạnh lên khiến cho chi phí nguyên liệu nhập khẩu của doanh nghiệp cũng vì thế mà đội lên. Tỷ giá biến động cuối năm được doanh nghiệp ví như là đến hẹn lại lên. Do vậy mỗi năm doanh nghiệp lại phải lên kịch bản ứng phó cho phù hợp với thay đổi khó lường của tỷ giá. Có đến một nửa số nguyên liệu ở doanh nghiệp này là nhập khẩu. Mỗi tháng trung bình tiền hàng phải trả là hơn 20 tỷ đồng. Vậy nên nhất cử nhất động của tỷ giá đều ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Doanh nghiệp đã sớm tính đến những bài toán có thể xảy ra. Khi nhập khẩu mà tỷ giá đô tăng, ví dụ như 3% thôi, một tháng chúng tôi nhập 20 tỷ thì rất đơn giản là mất thêm 600 triệu. Thế thì khi mà đầu vào nó tăng mà đầu ra thì không phải là ngày mai tăng ngay được. Thì đấy là một cái câu chuyện mà nó rất là khó khăn. Như vậy là mình lại phải nỗ lực tìm cách làm sao mà có thể cái này tăng nhưng mà mình lại phải tìm cách làm sao để những cái chi phí khác nó giảm đi. Để cuối cùng là mình có thể ra được cái sản phẩm mà vẫn cạnh tranh được với cả thị trường.